Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2020 âm lịch. Thì hôm nay mình lựa ngày tốt dựng nhà cho bà Ba luôn nha các cô chú anh chị. Thì nhà bà Ba thì được các chú từ thiện là dựng, tranh thủ để dựng. Là lý do là bà Ba là ở ngoài cái tấm cao su á, trời mưa trời gió rất là nguy hiểm. Thì các chú từ thiện là tập trung lại đang dựng tiếp cho cái nhà cho bà Ba. Thì hôm nay các chú từ thiện đi dựng nhà đến hai cái nhà lại nghe các cô chú anh chị. Thì các chú từ thiện là chia ra làm hai đội, một đội dựng cho nhà bà Ba, còn một đội thì dựng cái nhà ở ngoài cầu số 9. Thì các chú rất là nhiệt tình, tại vì thấy cái hoàn cảnh của bà Ba đó, các cô chú anh chị có đứa con là bị dở nửa hộp sọ thì ảnh đi đứng không được, rồi ở trong cái nhà, trong cái tấm cao su á, trời mưa gió mà ở trong cái lều mà nó lỡ nó có cái vấn đề gì á thì rất là mệt, bởi vì các chú thường, thành ra các chú làm trước, tranh thủ làm trước nha. Thì bây giờ mình mời quý vị và các bạn đi vô cùng coi các chú từ thiện là dựng cái nhà nha. Đó. Đó, bây giờ là đang leo xuống, mới vừa lập xong leo xuống luôn đó. Đó. Chổi lên lên được. Chổi lên quằn lên. Leo xuống quằn dữ rồi ha. Đó. Thì quý vị biết thì ở trong này thì ở trong cái tấm cao su này thì nó rất là hầm nực. Chào bà Ba. Dạ, mới xuống. Trong đây là trời nắng là chịu không nổi luôn đó quý vị. Nó hầm chịu không nổi. Nó cho chú cũng nó, lo hết chức mà không kịp. Rồi, sức rồi. Dạ. Cho nên là các chú rất là tranh thủ cho nó mau. Thì bây giờ cái nhà mình là từ sáng tới giờ dựng là khoảng 4 tiếng hồ. Thì cái nhà là nó muốn xong rồi quý vị. Chỉ còn là gắn cửa não rồi nữa để làm cái buồng cho bà Ba nữa là cái nhà mình xong. Là hôm nay là xong cái nhà, rồi ngày mai là các anh sẽ vô các anh lót gạch. Có gạch là mình có thể là mình vô mình đỡ đỡ được rồi đó. Rồi cái phần mà phía sau á thì các anh làm thêm cái nhà cầu thì mình từ từ mình tính sau. Yeah. Ha. Yeah. Nó là tất nhiên là ngày mai mình lót gạch là ngày mốt là mình vô mình ở trong đó là được rồi. Nghe bà Ba. Dạ. Yeah. Yeah. Hôm nay các chú từ thiện đi là khoảng 10 người thì cũng được là bà Ba ở đây cũng được mấy bà cô ở ngoài ngoại các cô chú chị. Là tất nhiên là nấu nướng đồ lo cho các chú từ thiện ăn. Hiện giờ là các chú cũng chuẩn bị là đi ra ngoài để là ăn cơm, nên tiếp tục vô là dừng cố buồn cho bà Ba rồi nữa là xong đó. Nha bà Ba. Dạ, cảm ơn chú Thái. Mừng không bà Ba? Mừng quá. Rồi. Mừng không có ngủ được luôn đó. Vậy đó ha. Rồi dạ. Lo một lẻ mà mừng. Mừng là có chú giúp đỡ. Dạ, rồi cô chắc. Với các mạnh thường quân đều giúp tôi rất đội ơn. Thì không biết làm sao mà trả ơn này cho được. Dạ. Thì tôi cũng niệm Phật giải gian ơn trên nhỏ phước đức cho cô chú nước ngoài đồ mạnh giỏi đặng mà làm từ thiện thêm nữa chứ không có gì. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn chú Thái với cô Ngọc. Dạ, dạ. Tiếp mà thương tôi rồi là giờ ngó mới thấy được cái chuyện của tôi khổ. Chứ nếu không có để ý tới là cũng không thấy khổ đâu. Dạ, dạ. Dạ, nhờ cô Ngọc cũng ở gần mà giúp đỡ vậy tôi cũng rất đội ơn với chú Thái. Dạ. Với bệnh mạnh thần quân cũng giúp đỡ tôi là rất đội ơn. Thật là khổ quá mà được vậy là quá mừng. Dạ dạ rồi con cảm ơn bà Ba nghe. Ông anh bữa nay làm sao rồi mà sao mà nói vậy không đó chú ơi. Ồ quay mặt khum qua bển vậy đó hả? Dạ gục hoài gục tới gục hoài vậy luôn đó hả? Ừ, không chịu nằm, biểu nằm không chịu. Quá hầm rồi nó cũng hơi khó nè. Sao rồi anh, tình hình sức khỏe làm sao rồi? Sức khỏe mình sao rồi? Nó yếu lắm mà hả? Dạ, thuốc men gì mình lấy về mình có uống không? Có uống. Có mà yếu hả? Tại nó yếu tự nhiên. Dạ, cái tình hình sức khỏe của anh nó cũng rất là nguy hiểm nha các cô chú anh chị. Thì nói chung ra thì không biết được bao lâu thì hay bấy lâu chứ bây giờ cái hoàn cảnh của ảnh thì mẹ ảnh cũng cố gắng là chăm sóc cho ảnh. Hai mẹ con đã thì sống chung thì lúc trước thì không có cái nhà thì thấy rất là tủi, cho nên là được các cô chú anh chị gom góp lại thì cắt được cái nhà thì hai mẹ con cũng rất là mừng. Nhưng mà cái hoàn cảnh của anh thì quý vị biết rồi, được bao lâu thì hay bấy lâu chứ các cô chú anh chị ở ngoài đây nhìn vô thì cũng thấy, cho nên là cũng kêu là tranh thủ cắt, có cái gì thì ảnh cũng có cái nhà đang ảnh vô ha bà Ba. Dạ dạ chú Thái lắm. Dạ dạ rồi chú giúp đỡ và nói cho mấy anh chị cô bác ở ngoài biết chứ tôi đâu có nói được. Dạ dạ rồi con cảm ơn bà Ba nghe, để con vô con coi các chú từ thiện làm tới đâu nghe bà Ba.
Dạ, các chú thực hiện làm như thế nào rồi? Thì hồi sáng sáng thì trước khi dựng nhà thì các chú từ thiện cũng có cúng một mâm ngũ quả nha các cô chú anh chị, là để dựng nhà đó. Thì một số chú đã bắt đầu là ra ngoài nghỉ mệt rồi, còn một số trong đây thì hàng đều là làm luôn cái cố buồn. Thì cái nhà bà ba nói chung ra thì hôm nay các chú cắt cái kiểu này thì nó đẹp hơn mấy cái trước các cô chú. Tất nhiên là ở đây là mình sẽ gắn cái cửa Đài Loan đây, đây mình sẽ kéo ngang đây đây, còn ở ngoài trước này thì cái cũng như là cái hàng ba vậy đó, được cái kết lú ra ngoài hơi xa thì cái nhà này thì nó thoáng hơn, nó đẹp hơn. Ở trong đây thì cái phần trong đây thì các chú hàng là làm cái cửa buồn ở bên đây đó, đây là làm cái cửa buồn. Con đi qua cái chú đó, thì lên đây trong đây thì cái cửa bồn thì quý vị thấy thì nó cũng nói chung ra thì nó cũng cao ráo, nó cũng thoáng mát, nó mát mình thấy là toàn bộ ton nhưng mà nó mát hơn rất nhiều so với là bên cái tấm cao su bên đó nha. Thì cái chú đang làm cái này là mình dừng cái bồn ngang đây hả chú? Rồi cái cửa sổ mà mình tính cái cửa sổ mình để đâu rồi? Cửa sổ bà kêu để trước nè, để hai cái cửa sổ luôn ha, trồng cái ha. À, bên đây một cái cửa sổ nữa. Dạ dạ, vậy là cái chổng bên đây. Rồi ngoài đó một cái nữa là hai cái cửa sổ. Thì cái nhà này mình cũng xin nhắc lại nha cô chú anh chị, thì bề ngang là 4m, chạy dài là 8m. Thì toàn bộ cái nền này thì do là nó mình đôn nó lên hơi cao cho nên là cũng đổ vô là một số đá nha, và gần 25 khối đá vô trong cái nền này cho nó cao lên. Đang chuẩn bị là mình sẽ lát gạch bông luôn, có gạch bông toàn bộ. Và cái nhà này là mình bây giờ là do cái giá sắt nó dao động nó hơi lên đấy chú, rồi mình có tính thử là mình hạo thử là cái nhà này là chi phí nó khoảng bao nhiêu cho chú, rồi điện thớt mới được thớt cứ tính vậy đó ha. Điện cho ba sớt điện cho chú qua mới được ha, để điện nó luôn, điện nó thử nó khoảng nhiêu mình ba mình dạ thì cơ bản hồi nãy thì con cũng có hỏi chú ba ông cũng có nhắm thử, ông nói cái nhà này là khoảng 60 đến 65. Tất nhiên là nó dao động cái khoảng giá đó các cô chú, do là vật tư nó lên là một, với hai nữa là cái nền này mình cuốn nó cũng hơi cao cho nên là nó cũng tốn kém hơn. Với cái thứ ba nữa là mình phải tốn thêm cái nhà cầu nữa chú, cái nhà cầu ngoài này nữa nè. Thì đây là lý do là anh đi đứng khó khăn đó quý vị. Lúc đầu á mình với chú Út á là có tính là cái nền là để ngoài cho cái chi phí nó thấp, nhưng mà thấy cái hoàn cảnh của con bà ba tội quá dìu đi không được cho nên là mình dời sát ra ngoài sau nhà cầu này luôn. Thì hiện giờ cái nhà cầu này á là mình sẽ đôn lên luôn chú ơi. Đôn lên đôn lên luôn á, mình sẽ mình sẽ đôn lên là bằng cái mặt này luôn. Rồi mình sẽ dừng ton này toàn bộ luôn. Sắt đồ mình cũng có đem ra hết rồi hả chú? Dư làm luôn á. Dư làm luôn ha. Sắt ton đồ là dư làm luôn. Rồi do cái nhà cầu này á, thì nó bằng cao su vậy nè các cô chú anh chị. Chút phải gỡ ra rồi. Nó bằng cao su như vậy. Vô đường này ha. Vô này. Dạ. Nó muốn lạc hết rồi. Thì mình sẽ đôn lên cái nhà cầu, mình để cái hàm cầu ở nguyên vậy. Mình đôn lên cho nó bằng cái mặt này, rồi mình sẽ gắn cái nhà vệ sinh ở trên lại, cái cầu vệ sinh ở trên lại đó. Đó. Thì cái chi phí này thì chú cũng nói chưa tính, nhưng mà mình đã có hỏi rồi thì nó dao động với cái khoản đó các cô chú anh chị. Thì hôm nay đi vô thì thấy các chú là trong đội là làm rất là mau. Cái này là mình ráp từ sáng tới giờ là khoảng 4 tiếng hồi chứ gì chú? Có 4 tiếng gì. Nếu như mà 48 mà mình làm mau như vậy rồi còn 50, 55 thì cũng y gan vậy cũng vậy à. Thì mình cũng có cái dự tính là nhờ các chú qua bên Đồng Tháp đó, các cô chú chị là gia đình của anh đi đó, là có ba đứa con gái là học giỏi xuất sắc đó. Được Hương vừa hỗ trợ, mình cũng tính nhờ là cái đội từ thiện của chú qua bển là để xây dựng cái tiền chế ở trên, còn cái ở dưới là mình cũng phải là mướn. Tuy nhiên là cái nền mặt bằng ở dưới mình phải mướn để là người ta làm, người ta lót gạch đồ xong xuôi.
ở trên thì cái đội từ thiện của chú làm sẽ đỡ tốn một số chi phí nữa nha các cô chú anh chị. Đó. Thì thường thường là mỗi một năm như vậy là mình cắt khoảng bao nhiêu cái nhà như vậy chú? Con hồi sáng là con nghe chú ba sớt nói là mình làm tới hai cái chia ra làm hai đó hả? Ừ, hai ở nhà đội đó vậy đó ha. Là ừ. Hôm nay là mình dựng hai cái nhà như hai cái vậy nhà luôn à. Mỗi nhà kia bự gấp bằng ba cái nhà này. Ồ dữ vậy đó. Rồi đi ngoài Gia Lai rồi dựng một ngày 8 cái. Ồ ừ. Bốn đội chia ra bốn đội. Dạ yeah. Chú làm rất là khủng khiếp nha các cô chú anh chị. Cái nhà này sao mà con thấy hình như là cột nó bự hơn mấy cái nhà kia chú. Nhà này cột 90. Còn có nhà thì 70 là cột 75 à. Dạ ừ. Cột 75 với 90 cột nào êm hơn? 90 hơi êm hơn rồi. Vậy đó hả? Có cái thì 70 thì nó đỡ tiền chút. Dạ. Con thấy 90 thì nó thô hơn á. Ừ nó bự. Nó đẹp hơn. Dạ. Mà mấy thằng thợ mà nó cắt cho cắt nước rồi đó. Nó cắt 75. Dạ. Thường cắt 75 ít khi nào cắt 90 lắm ha. 90 ở 90. Dạ. Giá nó rẻ chút. Dạ giá nó làm thu vuông nè. Cũng thưa đòn tay cũng thưa. Mình làm là coi như cái nhà là chất lượng đó. À. Kèo mình là kèo 48 hả? Kèo 48. À kèo dày 48 đó. Luôn. Dày luôn nha quý vị. Ừ. Kèo này là dày dữ lắm. Tại vì các chú cắt là cái đội của chú cắt á thì quý vị và các bạn khỏi lo, mình nhìn vô là mình chịu liền á. Rất là nhiều cái nhà luôn rồi chứ không phải là riêng về một cái nhà của bà ba ở đây nha. Im lắm. Thì bây giờ đó còn một cái vấn đề nữa nha các cô chú anh chị, là mình chưa có thể mình giao nhà được. Tất nhiên là mình sẽ làm cho xong cái nhà vệ sinh này nó hoàn chỉnh đàng hoàng, rồi mình lót gạch bông rồi thì mình sẽ vô mình giao nhà cho bà ba. Nhưng mà hiện giờ đó thì cái hoàn cảnh của bà ba thì phải ở ngoài cái liều, thì cho nên là mình lúc nào mà lót gạch rồi mình sẽ kêu bà ba vô đây ở trước rồi mình sẽ giao nhà cho bà sau, chứ không cần là phải là xong rồi mới giao mới vô ở được luôn nha quý vị. Con biết là đó. Con là xong rồi đó. Mấy chú rất là kỹ đo từ chi tiết luôn á, nằm ngay một đỏ mà chịu luôn đó. Thì cái nhà này nói chung ra là đẹp đó. Nếu như mà thường thường mà muốn cắt cái nhà này cũng khó khăn lắm á. Con đi ra ngoài trước với cô chú. Con đi ra ngoài trước à. Làm gì? Nghỉ mệt không? Nghỉ mệt hả? Cũng nghỉ mệt rồi phải không? Ừ. Thì chú. Thì chú Út thì đại diện đứng là cắt cái nhà này. Sẵn đó là mình nhờ luôn chú là xuống cái nhà bên Đồng Tháp luôn. Khỏe à, mừng rồi không bà ba? Cũng mừng lắm chú gái à. Dạ, dạ. Thì quý vị thấy thì ở đây thì gạch rồi mình cũng mua sẵn hết rồi. Đây, gạch bọng gì cũng lo sẵn hết rồi. Đó, chỉ còn lót nền nữa là xong tất cả. Gạch thì được là Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho. Cho nên là mình hỗ trợ cho thì mình không có lựa màu được, thì các cô chú cho sao thì mình lấy vậy nghe quý vị. Đây đó thì cũng rất là tội nghiệp cho anh đó, hãy mà trời nắng nóng lên là anh ngồi vậy đó, mà bây giờ là anh nói chuyện muốn hết được luôn rồi quý vị, rất là khó nói đó. Bà ba làm gì vậy? Hả? Kiếm cây xà bông đang tắm cho nó. Tắm hả? Ừ, có em nó xuống tiếp rồi chứ tôi làm đâu có nổi. À, dạ. Tắm cho ảnh ha. Dạ. Dạ. Kiếm cây xà bông chưa gặp. Hai mẹ con ở nhà thì bà ba làm tất cả cho anh. Tắm rửa gì bà ba làm hết hả bà ba? Dạ, chứ nó đâu có làm gì được, nó bị tai biến nữa chứ. Nó không có cảm giác được. Dạ. Bị tay biến ha, tay cũng nhắc vậy nè. Dạ. Tay trái thôi còn được có cái tay mặt ha. Dạ. Dạ có em đó kìa, nó tính là xách nước vô đằng tắm cho anh đó. Dạ. Kiếm xà bông coi để đâu. À, thì rất là tội cho bà ba nha quý vị. Không có nổi chú Thái ơi, tôi dạ. Yếu quá rồi mà ngồi xuống đứng dậy không muốn nổi luôn.
Bà ba nhắc lại, bà ba năm nay nhiêu tuổi rồi bà ba? 79 rồi đó. À, bà ba mới 79 tuổi nha. Còn anh là 53 hả? Dạ. À. Anh như vậy thấy cái hoàn cảnh rất là khổ. Rồi lúc đó thì anh còn khỏe khoắn thì anh làm ăn đồ cũng chịu khó làm ăn đúng quý vị. Nhưng mà vô cái vụ tai nạn đó thì anh bị mở mắt nữa là sợ. Cho nên là anh cứ ngồi như hoài đó, mọi cái sinh hoạt thì đều là do bà ba lo hết. Trời ơi, bởi vì khổ quá chú ơi, mình yếu rồi té, rồi nó té, nó đè mình luôn. Dạ. Không có đỡ nổi. Dạ. Thì bữa nay là bà ba đỡ lo rồi đó, xong rồi là mình dọn vô mình đỡ cũng được nữa. Đợi cho cái chú kia lót gạch rồi hả, đem chậm vô. Dạ, dạ. Dẫn nó vô. Dạ. Cái ông ngoài này quá trời hầm rồi. Dọn vô ở cho nó khỏe, hầm quá rồi. Dạ. Cái miếng cao su này nó hầm chịu không nổi luôn á. Dạ. Mà mấy chú từ thiện coi mời nhau đặng đi ăn cơm đi. Dạ, dạ. Trời đó. À. Bà con cô bác thấy thì chắc cái nhà này là hết sảy rồi, quá ngon rồi. Bây giờ là chỉ còn là lót gạch với đôn cái nền, đôn cái nhà cầu lại là xong nha. Thì được nào khi đó thì mình sẽ giao nhà, mình sẽ báo cáo cái số tiền của Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho bà ba nha. Video mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú trong một video tiếp theo nha.